Xin chào mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp. Hôm nay trời nhẹ lên cao, dạ vui không hiểu vì sao vui vậy. Bỗng dưng dạ có cảm hứng muốn tâm sự với tất cả mọi người một chút định. Một câu quen thuộc mà nhiều người hay hỏi với dạ là: tại sao lúc nào cũng tươi rói và nhiều năng lượng như vậy? Thật ra mình cũng là một người phụ nữ bình thường, có chồng và kẹp nách hai đứa con trai nữa. Vừa đi diễn và vừa muốn cân bằng cuộc sống cá nhân thật là khó. Nhất là khi vào những ngày đèn đỏ mà phải đi diễn vất vả, phải nén hết tất cả mệt mỏi mà diễn. Thì thật sự lúc đó dạ chỉ muốn đổi cái vị trí cho chồng mà thôi. Làm vì dạ nghĩ rằng ngày dâu thật sự nó rất là mệt mỏi và rất là ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống cá nhân. Vì thế ngày hôm nay dạ sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp cho các chị em cảm thấy dễ chịu hơn trong kỳ đèn đỏ, yên tâm làm việc và chăm sóc gia đình cũng như là chăm sóc bản thân của mình nhé. Thật sự thì mình thấy số lượng chị em cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong ngày có dâu là cái điều mà gọi là sao ta? Nó rất là hiếm có. Chắc có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nếu như may mắn không bị đau bụng thì cũng sẽ bị đau lưng, mệt mỏi và cáu gắt. Việc có dâu nhiều khi khiến chị em không dám đi lại, vận động nhiều. Nếu như mà phải gặp gỡ khách hàng hay là có những dịp đi xa, di chuyển lâu trên xe cộ thì thật sự đó là một cái điều ác mộng. Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, làm hết việc của mình rồi đến việc của gia đình nữa, còn phải quan tâm cho con cái mà lại rơi đúng vào cái dịp cô bé làm khổ mình mà phải ảnh hưởng những công việc khác thì thật là đáng tiếc. Cho đến khi dạ tâm sự và thủ thỉ với nhiều chị em nghệ sĩ, hỏi họ những cái bí quyết trong những ngày đèn đỏ thì câu trả lời đều là cốc nguyệt sang. Khái niệm này thì dạ cũng đã biết đến khoảng 4 năm nay rồi đấy. Và trời ơi, đây thực sự là một vị cứu tinh của Lâm Vi Dạ luôn. Bởi vì lúc chưa dùng á, thì mình nghĩ nó là một cái phương pháp, một cái món đồ gì đó không thể nào thuận tiện được như băng vệ sinh. Nhưng mà khi đã dùng rồi thì trời ơi, nó nghiện luôn cả nhà. Thật ra thì mấy năm gần đây, chắc chắn các chị em đều đã nghe đến khái niệm này và biết sơ qua về nó đúng không? Lợi ích của cốc nguyệt sang rất nhiều, ăn đứt luôn cả băng vệ sinh. Và Vĩ Dạ sẽ tóm tắt lại và review lại cho mọi người nha. Lợi ích đầu tiên của cốc nguyệt sang là giúp dạ cũng như các chị em phụ nữ không phải tất bật đi thay như băng vệ sinh. Băng vệ sinh thì tầm khoảng 3 đến 4 tiếng mình phải thay một lần. Nhưng mà cốc nguyệt sang như dạ đang dùng của iWoo Cup thì có đến 10 tiếng, nhiều nhất là 12 tiếng luôn. Dạ thường xuyên diễn, có những lúc tập luyện cả ngày, tập xuyên đêm hoặc là ghi hình 8 tiếng liên tục. Nếu như chỉ vì thay băng vệ sinh mà phải gián đoạn quá trình quay phim thì mình cảm thấy nó không hay đúng không cả nhà? Hoặc là khi đi xe cộ đường dài, vào lúc những cái ngày mình ra nhiều mình cảm thấy nó rất là cực hình và rất là mệt mỏi. Nhờ khám phá ra em này mà Vĩ Dạ có thể tự tin đi diễn nè, đi du lịch nè, nói chung là cân hết tất cả mọi lịch trình khắc nghiệt của nghệ sĩ đó chứ. Lợi ích số 2 của cốc nguyệt sang đó là cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng. Mình có dâu mà như cái ngày bình thường luôn. Bình thường thì dạ cũng hay bị đau bụng. Và nếu như trong ngày bị, mình phải làm việc vất vả và ăn uống không điều độ. Nhưng mà cái lúc mà dùng cốc nguyệt sang thì dạ cảm giác là cốc nguyệt sang nó đã hướng sạch cái phần dịch lỏng, nên mình không bị ứ tắc dịch lỏng bên trong. Từ đó thì mình cảm thấy là không bị đau bụng nữa. Và một điểm nữa mình thích cốc nguyệt sang hơn băng vệ sinh là cực kỳ khô thoáng luôn. Các chị em có thể để ý là khi dùng băng vệ sinh thì chất lỏng vẫn sẽ bị lợn cợn ở trên cái bề mặt. Đó là lý do mình luôn có cảm giác là nó bị ướt át và tràn băng khi di chuyển. Nếu dùng cốc nguyệt sang thì cơ chế của nó hoàn toàn khác hẳn. Thay vì chỉ thấm hút chất lỏng thì cốc nguyệt sang đúng là một cái cốc luôn đó. Đựng toàn bộ cái chất lỏng ở trong đây và không hề bị rây ra bề mặt đâu. Nếu các chị em nào bị dị ứng với băng vệ sinh hoặc là da hơi nhạy cảm một chút, dùng cốc nguyệt sang sẽ tiện hơn rất là nhiều. Thay vì cái bề mặt da của mình phải bị cọ sát trên cái bề mặt băng một thời gian dài thì mình dùng cốc nguyệt sang cảm thấy rất là thoải mái, và thoải mái một cách hoàn toàn luôn. Đó, các chị em thấy chưa? Lâm Vĩ Dạ lúc nào cũng vui vẻ trước ống kính là bởi vì mình luôn thoải mái, mình không bị lo lắng là tràn băng hoặc là cảm giác khó chịu khi mà sử dụng băng vệ sinh. Bản thân dạ cảm thấy khỏe mạnh, tự tin thì mới có thể mang được tiếng cười đến cho tất cả mọi người đúng không nào? Thêm một ưu điểm nữa khiến dạ trở thành fan cứng của cốc nguyệt sang và dành thời gian chia sẻ cho tất cả mọi người. Và điểm cộng này chắc chắn băng vệ sinh không bao giờ có được, bởi vì
dùng gốc nguyệt sa, chị em có thể thoải mái vận động tập gym, tập yoga và thậm chí là đi bơi luôn. Lý do cũng bởi vì chất lọc đã được giữ bên trong rồi, cho nên là mọi hoạt động của mình không bị ảnh hưởng nhiều nữa. Ngày trước đi diễn và từng rất sợ những cái phân đoạn mà phải chuyển động nhiều hoặc là lên hình, rất là sợ những cái game show mà phải vận động nhiều. Nhưng bây giờ thì dạ thấy ngày nào cũng như ngày nào, dạ đều di chuyển và nhào lộn tưng bừng được hết. Thêm nữa đó là lịch trình làm việc của dạ có phần không cố định, mà vóc dáng thì vẫn phải giữ, phải tập đều đặn thì mới có thể duy trì được. Vậy nên ngày trước mỗi lần gặp đèn đỏ mình cảm thấy rất là ức chế, bởi vì sao ông trời không cho mình cơ hội để đi tập ta, bụng thì nó béo lên. Mà bây giờ thì chả sao cả, dạ vẫn tập cả tháng mà không sót ngày nào cả, chỉ sót ngày bận thôi, bởi vì ngày dâu coi như không ảnh hưởng. Dạ đã thử dùng cốc nguyệt sang để đi bơi là I World Cup rồi, không hề có một cái cảm giác khó chịu, không hề bị tràn hoặc rây ra xung quanh đâu. Hồi nãy giờ mình khen hoài thì chắc cũng mệt ha. Nhưng mà dạ là vậy đó. Nếu như mà mình có cái gì hay thì mình luôn muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, không bao giờ muốn giữ cho riêng mình cả. Nào, bây giờ thì mình hãy cùng tìm hiểu tiếp nhé. Cốc nguyệt sang á, thường thì có giá thành khá cao hơn băng vệ sinh. Như I World Cup mình đang dùng á, thì có giá là 1 triệu. Nhưng mình có thể dùng từ 10 đến 5 năm mà không phải thay đâu. Thế là chị em tính toán, mình có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá là khổng lồ khi mà mình sử dụng băng vệ sinh hàng ngày, băng vệ sinh ban đêm và băng vệ sinh đầu cuối chu kỳ nữa. Thêm nữa đó là mình phải có đèn đỏ khoảng từ 30 đến 40 năm trong đời. Bạn thử tưởng tượng xem cái lượng băng vệ sinh mình sẽ sử dụng trong đời nó nhiều như thế nào đâu. Đó là một núi chất thải không thể nào phân hủy được trong môi trường, và đi kèm sẽ là một số tiền khủng khiếp không kém. Và hãy nghĩ là nếu như mình không phải tốn tiền mua băng vệ sinh, biết đâu mình có thể để tiền mua được một căn nhà sang thì sao, đúng không? Cốc nguyệt sang bây giờ không còn xa lạ với các chị em nữa. Nhưng chọn cốc nguyệt sang như thế nào thì không phải ai cũng đủ kiến thức để chọn đâu. Và thấy nhiều nơi bán cốc nguyệt sang giá 200-300 ngàn, mình cảm thấy là mình sợ luôn, bởi vì cái chất lượng của nó thật sự kém. Khi mình đưa vào trong thì nó cứng kinh khủng. Đừng có ham rẻ mà mua hàng kém chất lượng nha. Bởi vì bản thân dạ đã sử dụng những cái cốc nguyệt sang do đặc thù công việc rồi. Mình đã thử dùng qua rất là nhiều loại cốc nguyệt sang, hàng nội địa trong và ngoài nước. Nhưng nhìn chung thì các em ấy đều bị tình trạng không vừa, do hàng không được thiết kế riêng dành cho kích thước phụ nữ Việt Nam, nên cái tình trạng đó nó chẳng có gì phải lạ cả. Sau 4 năm đi tìm chân ái thì dạ đã tìm được sản phẩm I World Cup. Bạn này thì có đầy đủ ưu điểm như các loại cốc nguyệt sang khác dạ vừa chia sẻ lên trên, nên bây giờ dạ sẽ phân tích thêm về một số ưu điểm nữa của I World Cup so với các loại cốc thông thường khác nhé. Ưu điểm đầu tiên dạ vừa chia sẻ thì kích thước không thể nào chuẩn hơn được nữa của I World Cup. Mình cũng có khổ người như phần đông các chị em phụ nữ khác, cho nên dùng I World Cup cảm thấy là rất là vừa, giống như là hàng may sẵn vậy đó. Với mình thì đã sinh hai bé rồi, I World Cup đã vừa. Và mình đã giới thiệu cho một cô em gái đã lập gia đình rồi nhưng mà chưa có sinh con, thì em ấy cũng thấy vừa vặn như thường. Và nghĩ là kích thước của I World Cup thực sự đã đạt được cái tỷ lệ vàng để dùng được cho nhiều chị em phụ nữ rồi đó. Điểm thứ hai khán giả luôn tin tưởng khi dùng I World Cup đó chính là sử dụng chất liệu silicon y tế. Dạ đã tìm hiểu qua sách báo và biết được là chất liệu silicon y tế rất tốt khi dùng làm cốc nguyệt sang. Nó không chỉ an toàn với cả những người nhạy cảm nhất mà còn dẻo dai và bền bỉ nữa. Cốc I World Cup làm từ silicon y tế có thể ở bên bạn cả 10 năm luôn. Một điểm nữa cho chất liệu là ngay khi cầm vào cốc thì dạ cảm thấy là nó rất là êm mềm. Và khi mà mình bóp cái cốc như thế này thì sẽ nhanh trở lại cái hình dáng ban đầu, rất dẻo dai và không cứng để gây khó chịu hoặc tổn thương bản thân đâu. Lý do mà I World Cup khiến mình luôn yên tâm hơn khi sử dụng là bởi vì cốc được sản xuất trên quy trình quản lý sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2005, đóng gói trực tiếp trên dây chuyền ở Mỹ. I World Cup cũng có đầy đủ chứng chỉ FDA Hoa Kỳ và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Cốc nguyệt sang thực ra có vô số loại khác nhau, từng chi tiết nhỏ như là thân cốc nè, viền cốc hay cuốn cốc. I World Cup thì có phần thân kiểu trơn nhám và cái đường gân gợn xung quanh. Mình thấy đây là một cái thiết kế tối ưu nhất, bởi vì nếu như thân cốc không có gợn
thì chị em mình sẽ rất là khó khăn trong việc lấy cốc ra. Nhưng mà nếu thân cốc không trơn và mịn thì sẽ khiến cho chị em đau rát. Aiwu Cup kết hợp cả hai điểm như vậy và cảm thấy rất là hợp lý. Phần cuốn cốc Nguyệt Sang thì có vô số thiết kế luôn. Có thiết kế kiểu cuốn dài cho dễ lấy, có thiết kế kiểu giọt nước gọn gàng, hay là thiết kế đục lỗ như cái nhẫn đó. Dạ thì dạ đã thử qua và dạ cảm thấy nếu như mà cốc có một chút cuốn như thế này thì sẽ giúp mình lấy cốc ra dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu cuốn quá dài thì đôi khi sẽ gây ra tình trạng buồn cười. Đó là cái tình trạng cuốn cốc sẽ bị lòi ra ngoài luôn. Và cái phần cuốn cốc của Aiwu Cup đó thì nó không bị quá dài hay quá ngắn, lại có thêm một ít gân tròn ở đây, nên lúc lấy ra hoặc là đẩy cốc Aiwu vào bên trong thì cảm thấy nó rất là dễ dàng. Cái phần viền cốc cũng làm cho dạ rất là ưng ý, bởi vì viền cốc tròn trơn này nó sẽ giống như một cái giác hút vậy đó, bám vào bên trong và không bị tràn ra ngoài. Người ta thiết kế phần này rất mềm và trơn bóng, thì chị em có thể yên tâm là cốc không thể nào làm tổn thương bên trong được. Một điều mà nhiều chị em hơi hoa lá cành hay nghĩ tới nhất đó chính là màu cốc. Dạ cũng đã dùng sơ qua nhiều loại cốc Việt Sang rồi, và một cái bài học xương máu rút ra là nên dùng cốc trong suốt. Có thể bạn nghĩ là nó sẽ bẩn hơn những màu khác, nhưng mà đây lại là một cái điểm cộng đó nha. Thứ nhất, cốc không màu sẽ giảm rủi ro chị em bị dị ứng với các chất tạo màu của cốc. Nếu bản thân là người có cơ địa nhạy cảm thì cốc không màu vẫn tốt hơn. Thứ hai, nếu mà sử dụng cốc không màu thì chị em sẽ cảm giác là mình kiểm soát được độ sạch bẩn và độ vệ sinh của cốc tốt hơn. Cốc nhiều màu thì mình không thể nào kiểm tra được là cốc thực sự sạch hay chưa. Còn những ai Aiwu Cup trong suốt, chị em có thể kiểm soát dễ dàng điều này hơn. Một điều cuối cùng dẫm dành tặng Aiwu Cup là nó rất dễ dùng và rất là dễ vệ sinh. Mình có thể mang theo một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ hoặc là các loại dung dịch vệ sinh khác, không có nhiều chất xà phòng hay là chất tạo mùi, để rửa cốc sau 8 tiếng. Cuối chu kỳ, dạ chỉ cần đun sôi nước sôi lên và cho Aiwu Cup vào, hoặc là để vào lò vi sóng, mình quay lên thôi. Vậy thì với những điểm trên, Aiwu Cup thật sự là lựa chọn cốc Nguyệt Sang an tâm nhất của dạ. Dạ sẽ tặng code giảm giá 50% cho tất cả chị em. Các bạn chỉ cần đọc mã code Lâm Vĩ Dạ khi mua hàng thôi là sẽ được giảm giá nha. Aiwu Cup sẽ về tay các bạn với giá giảm còn 500.000 và trở thành bạn thân của tất cả chị em đó. Chúc các chị em luôn tự tin, khỏe mạnh từ bên trong để có năng lượng tích cực hơn làm những điều mình thích và chăm sóc những người mình thương yêu.